Không phải Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh mới là thánh thả thính của U23, đến Ngô Kiến Huy cũng không tha. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự lầy lội thả thính bất chấp của cầu thủ Đức Chinh. Những ngày qua, U23 Việt Nam đang là cái tên được quan tâm nhất hiện nay khi đội tuyển liên tiếp có những trận thắng lịch sử trước các đối thủ mạnh. Chiến thắng này không chỉ khiến người hâm mộ Việt Nam ngất ngây trong niềm vui sướng chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà, mà còn tạo ra cơn chấn động đối với khu vực Đông Nam Á và cả châu Á. Những cầu thủ U23 Việt Nam đã có màn thể hiện vượt ngoài mong đợi. Đội tuyển đã làm nên lịch sử khi là nước đầu tiên của Đông Nam Á giành quyền vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á. Bên cạnh những cái tên được chú ý nhất hiện nay như Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Vũ Văn Thanh, thì Hà Đức Chinh cũng đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các chị em. Hà Đức Chinh thường được các đồng đội gọi với cái tên Chinh Đen. Biệt danh này xuất phát từ làn da rám nắng của cầu thủ đến từ dân tộc Mường ở Phú Thọ. Trái với phong cách máu lửa trên sân bóng, Hà Đức Chinh rất hòa đồng và nghịch ngợm trong cuộc sống. Cầu thủ sinh năm 1997 luôn cầm đầu những phi vụ trêu chọc đồng đội. Sau chiến thắng trước Khoa Ta ở bán kết giải U23 châu Á, trên trang cá nhân, Đức Chinh bất ngờ đăng tải bức ảnh quỳ gối cầu hôn đàn anh Văn Thanh. Tiền đạo câu lạc bộ Đà Nẵng còn gây sốc với chú thích: "Thanh ơi, em muốn rụng trứng với anh", kèm các biểu tượng trái tim. Vừa thả thính Vũ Văn Thanh xong, thì ở dưới phần bình luận, khi được Ngô Kiến Huy ngỏ ý Huy thích Chinh thì phải làm sao, cầu thủ 21 tuổi đã nhanh chóng đáp lại: "Em thích luôn". Thậm chí Ngô Kiến Huy đùa rằng mới gửi chút hơi ấm của Việt Nam sang, thì anh chàng cũng lầy lội trả lời: "Em đã nhận được hơi ấm của anh rồi ạ". Tuy nhiên sau một hồi tìm hiểu thì tài khoản Instagram thả thính với Đức Chinh không phải là của Ngô Kiến Huy, đấy chỉ là tài khoản giả mạo mà thôi. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Đức Chinh cũng rất chăm chỉ đi thả thính các đồng đội của mình từ trung vệ Bùi Tiến Dũng. Cho đến thủ môn Bùi Tiến Dũng, đâu đâu cũng có dấu chân của anh chàng. Những kiểu lầy lội của anh chàng bên Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người phải đặt ra nghi vấn về giới tính thật của Đức Chinh. Đến nỗi thủ môn Quốc Dân cũng phải thừa nhận danh phận cho Đức Chinh. Ngoài làm thánh thả thính, Đức Chinh còn là cây pha trò trong đội tuyển U23 Việt Nam. Các xu hướng trên mạng được anh chàng học tập rất nhanh. Mặc dù vui tính nhí nhảnh là thế, nhưng cầu thủ 21 tuổi lại rất mau nước mắt. Hà Đức Chinh là cầu thủ duy nhất khóc nức nở khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Hoa Ta. Đến mức các đồng đội và huấn luyện viên phải chạy ra an ủi nam cầu thủ. Dương Thùy Linh nhắn Tiến Dũng, phân tâm bởi chuyện gái gú thi đấu không tốt rồi sẽ trở về máng lợn. Lời cảnh cáo của người đẹp gửi đến thủ môn Tiến Dũng được nhiều người đồng tình, trong đó có Hoa hậu Diễm Hương. Những ngày gần đây, thông tin về thủ môn Tiến Dũng thuộc đội tuyển U23 Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và sao Việt. Nhiều mỹ nhân đình đám đã công khai bày tỏ tình cảm tới chàng thủ môn điển trai này. Sau đó Tiến Dũng cũng được cho là thả thính lại Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Angela Phương Trinh. Chỉ biết là đùa vui, nhưng nhiều người khuyên Tiến Dũng nên tập trung 100% tinh thần cho trận chung kết sắp tới. Trong đó Dương Thùy Linh nhắn nhủ: "Dũng à, em mà để bị phân tán tư tưởng với mấy cái chuyện trên mạng với gái gú rồi mất tập trung thi đấu dưới tiềm năng thứ bảy này thì chị nói thật là em về lại cái máng lợn nhanh lắm. Nên bản lĩnh của em trên sân đã thấy rồi, giờ xem bản lĩnh cuộc sống của em như thế nào. Đàn ông nên để ý chí vào sự nghiệp em à. Yêu đương chỉ là phụ, đời còn dài, gái còn nhiều, hết sức bình tĩnh". Nghe đồn toàn phay Facebook: "Nếu là vậy thì chúc mừng em về sự kỷ luật". Dương Thùy Linh nhắn Tiến Dũng, phân tâm bởi chuyện gái gú thi đấu không tốt rồi sẽ trở về với máng lợn. Trước quan điểm này của Dương Thùy Linh, nhiều người bày tỏ sự đồng tình, trong đó có stylist Bông Chuẩn và Hoa hậu Diễm Hương. Stylist Bông Chuẩn biết: "Còn trẻ mà, đời còn dài để mà cô gái, giờ gánh nặng quốc gia kinh khủng lắm chị ha". Hoa hậu Diễm Hương cũng bày tỏ sự đồng tình: "Chị em chiến thuật tốt à, bao nhiêu cái status mà em không thấm bằng cái này. Cái gì không đụng được là lấy làm đồ cúng luôn chị nhỉ". Hoa hậu Diễm Hương và Bông Chuẩn bày tỏ sự đồng tình với Dương Thùy Linh. Trở thành tâm điểm dư luận trong mấy ngày qua, Tiến Dũng cho biết: "Lẽ ra tôi sẽ không phải lên tiếng thanh minh cho những việc mình không làm, càng không phải giải thích cho bất cứ ai về chuyện cá nhân của mình. Nhưng tất cả điều này đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của tôi, để gia đình phải lo lắng phiền muộn. Ngoài ra cầu thủ trẻ cho rằng mọi người nên tôn trọng quyền cá nhân và tìm hiểu thông tin chính xác, vì hiện giờ có rất nhiều trang Facebook giả mạo anh được lập nên". Lời góp ý chân thành của Dương Thùy Linh xuất phát từ sự lo lắng rằng
thủ môn Tiến Dũng sẽ bị phân tâm và thi đấu không tốt trong trận đấu chung kết diễn ra vào thứ Bảy tuần này. Sau việc cổ vũ trận chung kết U23 Việt Nam, người sẵn sàng hủy xô, người sang tận Trung Quốc, Đàm Vĩnh Hưng cùng một dàn nghệ sĩ như Quang Dũng, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Hoài Lâm, Ngọc Thanh Tâm quyết định hủy xô để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Chiều 23 tháng 1, trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar đã chính thức diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tương tự như trận tứ kết trước đó, U23 Việt Nam đã có phần thể hiện vô cùng xuất sắc và hạ gục đối thủ ở loạt xuất luân lưu. Chiến thắng này đã khiến toàn bộ khán giả Việt Nam hạnh phúc tột độ, lập tức lên kế hoạch ăn mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Ngày 27 tháng 1 vào lúc 15 giờ, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận cuối cùng tranh chức vô địch U23 châu Á với U23 Uzbekistan. Chịu trái tim người Việt Nam đang một lòng hướng về đội tuyển nước nhà và mong chờ đến giờ bóng lăn. Trong không khí đầy tự hào và hồi hộp này, các nghệ sĩ cũng hưởng ứng theo phong cách riêng. Trong đó, nổi bật nhất là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng một dàn nghệ sĩ như Quang Dũng, Dương Triệu Vũ, Lệ Quyên, Hoài Lâm, Ngọc Thanh Tâm quyết định hủy xô để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Thông báo hủy xô hài hước của Đàm Vĩnh Hưng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Hoài Lâm đồng loạt hủy xô ngày 27 chỉ vì muốn thật vui cùng với các nước bên cạnh U23. Xác định tư tưởng luôn, hát thì còn cả đời để hát và muốn hát ngày nào là hát. Còn ngày vui như thế này thì không phải muốn là được, và cũng không có một lễ hội nào mà toàn dân đồng lòng xuống đường cầm cờ, hô vang Việt Nam và mọi người đều vui vẻ với nhau như vậy. Đang đi bão mà lo chạy về hát thì tụt mút lắm. Đường xá khắp nơi đều bị phong tỏa, khán giả chưa chắc gì vào đến phòng trà được, nói luôn cho nhanh, để mấy cái miệng thối của kẻ thù khỏi bình luận linh tinh. Cái này dân chơi gọi là khóa mõm. Show của Hưng và Dương Triệu Vũ, Hoài Lâm tại phòng trà Đồng Giao sẽ chuyển sang ngày 1 tháng 2. Kính mong những khán giả thân yêu, ai đã đặt bàn hãy vui vẻ cảm thông và lượng thứ. Rất rất cảm ơn quý vị. Tí nữa tại sân bay Đồng Hới hoặc tối nay tại hội chợ Quảng Ngãi hoặc trưa mai tại Hà Nội, tôi sẽ tạo ra trend mới hy vọng là vui. Cần sự hợp tác của một nhóm fan đi đón tôi tại sân bay thì mới chơi trend đó được. Còn bây giờ xem tạm cái này cho có cảm xúc nha. Chiều nay sẽ có thông báo mới về một cuộc vui khác sẽ xảy ra tại sân khấu Trống Đồng ngày 31 tháng 1. Liệu tối 27 tháng 1, dàn sao hùng hậu này sẽ đổ bộ ra đường để cùng người dân đi bão, cổ vũ cho đội tuyển U23 chăng? Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng gây chú ý khi không ngừng ngại đi bão. Sau khi U23 Việt Nam chiến thắng ở trận bán kết, anh chơi trội diện hẳn quần đùi, leo lên hẳn nóc xe hò hét ăn mừng chiến thắng. Rất nhiều người đã nhận ra nam ca sĩ và cùng đập tay để chia vui. Hoàng Bách đưa cả vợ sang Trung Quốc ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Hồng Thuận kêu gọi bạn bè đi sang ủng hộ đội tuyển Việt Nam. MC Phan Anh cũng hào hứng và nhanh chóng tìm vé máy bay để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng sang Trung Quốc ủng hộ Bùi Tiến Dũng. Chị họ thủ môn Bùi Tiến Dũng tiết lộ sự thật đằng sau màn thả thính với Angela Phương Trinh. Hóa ra bấy lâu nay, fan đã hiểu lầm Bùi Tiến Dũng cố tình thả thính Angela Phương Trinh. Sau màn lộ tin nhắn thả thính với Mỹ Linh và Angela Phương Trinh, có vẻ như hình ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong lòng các chị em bị ảnh hưởng đôi chút. Tuy nhiên, việc làm của chàng thủ môn sinh năm 1997 này có thể thông cảm được, vì ở độ tuổi này cậu vẫn còn quá trẻ. Được nhiều sao nữ bày tỏ mến mộ nên không tránh được việc nhiệt tình đáp trả những tin nhắn. Sự việc Bùi Tiến Dũng thả thính sẽ không có gì đáng ngại nếu như Angela Phương Trinh không đăng tải những tin nhắn riêng đó lên. Mới đây, một người được cho là chị họ của thủ thành Bùi Tiến Dũng đã tiết lộ một chi tiết phía sau đoạn tin nhắn của cầu thủ này với Angela Phương Trinh. Tài khoản Facebook Thu Hiền bày tỏ bức xúc trên một topic bàn luận về Angela Phương Trinh và Bùi Tiến Dũng. Trong một bài đăng về chuyện Angela Phương Trinh và Bùi Tiến Dũng trên một fanpage, đích Thu Hiền có vô tình tiết lộ thông tin khiến fan của Bùi Tiến Dũng vô cùng bất bình. Theo như cô gái này nói, đằng sau những tin nhắn mà Angela Phương Trinh đăng tải, còn có đoạn Bùi Tiến Dũng đã từ chối nữ diễn viên, thậm chí Angela Phương Trinh còn bạo dạn xin ra Hà Nội để đón anh chàng lúc về nước, thế nhưng không được sự đồng ý. Thấy không được, nữ diễn viên liền up toàn bộ tin nhắn lên mạng
và sau đó gửi tâm thư đến mọi người rằng chỉ coi Bùi Tiến Dũng như anh trai mưa. Cô còn mạnh dạn tuyên bố có đoạn tin nhắn Bùi Tiến Dũng từ chối Angela Phương Trinh nhưng không úp lên vì muốn để Dũng là người trực tiếp thanh minh. Nghe cách gọi Bùi Tiến Dũng khá thân thiết, khi qua trang cá nhân của Thu Hiền có thể thấy cô rất thân với Tiến Dũng và đội tuyển U23 Việt Nam và được cho là chị họ của nam cầu thủ. Hoa hậu Mỹ Linh hào hứng khoe được Bùi Tiến Dũng comment trên Facebook. Tuy nhiên, đây là phần bình luận công khai nên mọi người chỉ thấy Mỹ Linh quá may mắn khi được nam cầu thủ đáp lời. Tuy nhiên, Angela Phương Trinh lại khác, nữ hoàng thảm đỏ khoe hẳn tin nhắn riêng với thủ môn Bùi Tiến Dũng qua Instagram. Lần này thì cư dân mạng phản đối kịch liệt vì danh tiếng của Angela Phương Trinh trong showbiz không phải là tốt. Vậy là mọi người nhao nhao vì không ngờ Bùi Tiến Dũng lại nói chuyện ngọt với các chị em như vậy. Sau ồn ào, Angela Phương Trinh quyết định trấn an dư luận bằng status tuyên bố chỉ coi Bùi Tiến Dũng là anh trai mưa.